Quý vị và các bạn, vẫn là sự chỉnh chu và nắng nót đến từ cặp đôi thanh lịch của chúng ta, Bảo Nam và Xa Lý. Xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi thì Quốc Bảo xin nhờ người hát đầu tiên ca khúc này. Một chia sẻ với em. Lê Lê cho chia sẻ đi, tại vì sao thực sự ra chị hát cái bài này thì bây giờ chị nói nó cũng hơi sẽ khó khăn hơn Lê phải không? Anh biết đây cũng là một cái thử thách của hai em, tại vì Xa Lý với Bảo Nam cũng không chuyên hát cái dòng nhạc này. Hai em là thuần chủng bolero, mà bây giờ đưa cho hai em cái bài này cũng là một cái điểm khó. Và hai em đã không làm tròn bài hát này, còn nhiều khiếm khuyết lắm. Chị nói này đau lòng tụi em, nhưng mà sự thật đau lòng, nhưng nó là một bài học cho mình. Mình phải biết mình như thế nào thì mình mới có tiến bộ được trong cái đường sự nghiệp của mình. Hai em là hai người có khuôn mặt rất là sáng trên sân khấu. Nhất là Xa Lý, em rất là đẹp, rất là xinh. Hai em đều có chất giọng tốt và sáng hết cả. Nam thì Nam hát trầm, cái nốt rền nghe rất là thích, rất là bắt microphone. Giọng của Lý thì rất là vang, rất là sáng. Nhưng mà tụi em chưa có đủ cái kinh nghiệm và cái kỹ thuật khi tụi em trình bày một bài hát. Thực sự bài hát này cũng không phải là bài hát khó. Đối với những người hát bolero hoặc là hát dân ca, chị nghĩ là cho một cái bài hát này nó không phải là quá xa với các em nhiều lắm, cũng không khó khăn để mà phải xử lý. Nhưng mà vì cái nhịp của tụi em bị yếu, chị thấy tụi em cứ kéo cái nhịp. Mình càng vô sâu mình phải cần phải có nhiều cái kỹ năng hơn để mình có thể đấu lại với các bạn khác. Thì chị nghĩ là cái hành trang của hai em chưa đầy đủ lắm để mình có thể tiếp tục bước tiếp cái cuộc chơi này. Nhưng mà chị nghĩ rằng tụi em có khả năng, có cái năng khiếu, chỉ là nó chưa đến lúc mà thôi. Và chị rất là mong nếu như mà sau này các em có cơ hội để trở lại các cuộc thi khác thì mình sẽ rèn luyện thêm và lấy đây là một cái kinh nghiệm để mà mình bước tiếp những cái con đường mình sẽ đi sắp tới nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Xin cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết à. Và rất là đáng tiếc, đến giờ phút này trên sân khấu thì vẫn chưa nhận được một nút bấm nào đến từ bốn vị huấn luyện viên. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự xuất hiện của Bảo Nam và Xa Lý trong Ai Sẽ Thành Sao mùa thứ 3. Cảm ơn các bạn. Và rất là tiếc phải chia tay các bạn. Cảm ơn các bạn đã mang đến màu sắc của mình trên sân khấu. Xin được cảm ơn cặp đôi rất xinh đẹp của chúng tôi. Và tiếp theo ngay sau đây trên sân khấu của chúng ta sẽ là sự quay trở lại của một cặp đôi. Và cặp đôi này đã là cặp đôi nhận được vé chờ và đã được vé vớt trong tập trước của vòng thi song đấu. Liệu họ có tận dụng được lợi thế này của mình để chinh phục bốn vị huấn luyện viên hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Rời qua giọng hát của Công Minh và Thu Uyên. Từ nay về sau từng nghĩ đến nhau thì tim anh sẽ không vì ai phải đớn đau. Anh đâu nào hay biết rằng mỗi khi em nghĩ về anh em thường đi rất nhanh. Phố quen khi xưa giờ đây mình anh chẳng còn bóng em, chẳng còn một chút vương vấn. Tiếc nuối làm gì người cũng đã ra đi, níu kéo làm gì.
xưa giờ đây mình anh chẳng còn bóng em, chẳng còn một chút vương vấn. Biết người làm gì người cũng đã ra đi, níu kéo làm gì uống nước. Em sẽ quên anh mãi buồn. Những phút dài khờ vì vương ngờ, anh yêu thật nhiều chẳng nghĩ. Và đó chính là cặp đôi Công Minh và Thu Huyền. Xin được cảm ơn các bạn. Nhưng mà đáng tiếc quá, với ca khúc Pop R&B vừa rồi đã không chinh phục được một nút bấm nào đến từ các vị huấn luyện viên của chúng tôi. Chị Minh Tuyết ơi, chị cảm thấy là trong ca khúc này cặp đôi của chúng ta còn thiếu điều gì ạ? Tụi em hát á, cái độ nảy trong cái bài nó không có. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là Uyên á, sao em cứ phải gằn cái giọng em thế? Tiếng khen nó rất là cứng. Còn riêng về Công Minh thì trong Công Minh nó không có cái điểm nhấn gì để cho chị có một cái sự ấn tượng cả. Cho nên đó là lý do chị không thể bấm được trong cái tiết mục vừa rồi. Chị xin lỗi hai em rất là nhiều. Xin được cảm ơn sự chia sẻ kinh nghiệm và những thông tin rất là quý giá đến với hai bạn thí sinh của chúng ta, đến từ huấn luyện viên Minh Tuyết. Và các bạn ơi, khi đến với vòng thi chọn đội thì mức độ cạnh tranh của chúng ta rất là khốc liệt, không có chỗ cho sự sai sót. Nhưng mà rất là đáng tiếc cho các bạn. Hy vọng rằng các bạn chia tay cùng với chương trình Ai Sẽ Thành Sao, nhưng các bạn vẫn giữ vững được cái niềm đam mê ca hát của mình và trau dồi thật là nhiều các bạn nhé. Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi rất dễ thương của chúng ta, Công Minh và Thu Huyền. Cảm ơn các bạn. Dòng sông cứ trôi về,
Phương Mai với câu chuyện tình bạn vừa mới kể trên sân khấu, ai sẽ thành sao? Một trong tay dành cho cô gái nhỏ của chúng ta. Wow, ngày hôm nay với một bộ cánh phải nói rất là rực rỡ, rất là hồng. Nhưng mái tóc hình như là vẫn còn hơi trắng trắng ở cái vòng trước đúng không? Marilyn Monroe. Dạ không, đây tóc thật của em rồi. À, tóc thật của bạn, một mái tóc bạch kim rất là ấn tượng. Trước khi đến với sự lựa chọn của bốn vị huấn luyện viên, chúng ta hãy cùng theo dõi họ đang nghĩ gì về tiết mục này của Phương Mai nha. Quốc Bảo xin phép được mời cặp đôi của chúng ta, đó chính là huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại. Xin mời các anh chị sẽ mở hàng trong đêm nay ạ. Đây là một cái bài hát có cái quãng giọng rất là rộng và em đã liều hơi chọn ca khúc này. Bởi vì ở những cái chữ mà khi mà em lên cao á, anh không nghe được ra cái chữ đó. Bởi vì em mở cái mở luôn, anh không đóng lại luôn. Còn ở những cái nốt thấp, có những cái nốt thấp em hát rất tốt. Mà có những nốt thấp giống như là mình không có chuẩn bị cái tư thế để hát cái nốt đó thì nó lại bị mờ. Nên nãy giờ cũng đang lấn cấn, đang suy nghĩ thêm về trường hợp của Phương Mai. Và đó là trạng thái đến từ cặp đôi huấn luyện viên Cẩm Ly và Quốc Đại. Nút xanh vẫn chưa được bấm lên. Và tiếp theo thì Quốc Bảo xin được mời sự nhận xét đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Xin mời anh. Thật ra là em là một tiếng hát rất là hay. Nếu như mà anh không chọn em về đội thì anh cảm thấy rất là phí. Anh chọn em. Wow, xin được chúc mừng Phương Mai. Em cảm ơn anh. Với nút bấm đầu tiên. Anh hy vọng là khi mà em về với đội rồi đó, mình sẽ cố gắng, mình sẽ tỉ mỉ hơn từ cách hát. Tại vì cái bài vừa rồi so với cái bài I Will Always Love You thì em hát hai cái phong độ khác nhau. Và riêng cái bài này thì em thấy em hát có một sự cố gắng mà mấy cái nốt mà phải đẩy lên cao đó, em chưa thể hiện hết cái chỗ đó. Có những nốt nghe nó không có chuẩn như mình mong muốn. Cho nên anh hy vọng là em sẽ lấy ngày hôm nay làm kinh nghiệm. Mình nên chơi an toàn cho vòng tới. Ok. Em cảm ơn anh. Cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê. Và chúng ta đến với vị trí của huấn luyện viên xinh đẹp Minh Tuyết. Xin mời chị. Cái chị thích nhất ở Phương Mai là cái tinh thần của em khi em bước lên sân khấu. Lúc nào trên miệng em cũng nở nụ cười rất là tươi và đem đến cho cái người xem em, nghe em cái trạng thái rất là phấn khởi, lạc quan. Cái đó là cái chị rất là thích ở cái sự tự tin em trên sân khấu. Và chị cũng xin chúc mừng em là đã được một nút chọn màu xanh của anh Quang Lê. Bởi vì nếu mà em mà bị lọt ra khỏi cái vòng này thì chị cảm thấy rất là uổng. Chị chúc mừng em. Nhưng mà có lẽ là chị không dành cho em một cái nút xanh là bởi vì ở trong chị đang có một cái sự chờ đợi khác mà nó lại khá khá giống em. Thì chị mong rằng là Quang Lê sẽ giữ em ở lại thật lâu, thật sâu và giúp cho em tỏa sáng hơn nữa với những gì mà kinh nghiệm anh Quang Lê đang có. Chúc mừng em rất là nhiều. Em cảm ơn chị ạ. Rất là cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Và tới giờ phút hiện tại thì chúng ta vẫn không thấy động thái nào đến từ vị trí ghế đôi ở giữa huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại. Các anh chị ơi, các anh chị có muốn chạm nhẹ vào nút bấm của chúng ta không ạ? Chắc là chị chúc mừng Mai đã được về đội của anh Lê. Cảm ơn chị. Và đó là lời khẳng định. Điều đó chứng tỏ xin được chúc mừng Phương Mai, bạn đã trở thành thí sinh đầu tiên của đội huấn luyện viên Quang Lê. Chúc mừng em. Mừng em biết nhiều. Sorry em nha. Ok. Phương Mai đã là ấn số đầu tiên về với đội của huấn luyện viên Quang Lê. Và xin chúc mừng anh đã mang về cho đội mình một chiến binh đầu tiên.
sự tự nguyện, là sự thăng hoa cảm xúc. Và khi nhịp đập của hai trái tim hòa cùng nhịp với nhau. Nhưng khi tình yêu là một sự ép buộc, nó trở thành một bi kịch. Và ngay trên sân khấu của chúng ta sẽ có một mối tình bi kịch diễn ra ngay sau đây. Và câu chuyện tình đó sẽ có sự xuất hiện của hai thí sinh, đó chính là Ngọc Luyến và Bằng Trường. À, Luyến ơi, dạ. Con đang coi chừng nhà má đi bên sớm xíu nha con. Dạ, con cắt xong luống rau này là con ra liền. Cái gì nào con mới qua? Qua chơi hả? Dạ. À, kiếm Luyến đúng không? Nó ở sao á? Dạ, vậy thôi con ra con phụ Luyến nha, về nhà năm. Trời đất ơi, ê, cái thằng này nè, ê con. Thiệt tình, coi chừng nhà nhưng mà đi sớm xíu nha. Dạ. Ủa, Út, hôm nay chị hai có nấu cho Út nồi cháo nè. Tí nữa Út ở nhà Út ăn rồi ở nhà với má. Nhớ ngoan nha. Chị hai đi bán, rồi chị hai về chị hai với má sẽ đưa Út đi lên trên ông thầy sớm trên để chữa bệnh cho Út nha. Trời ơi, thấy đi hoài mà có hết đâu. Nè Út, để anh hai đưa Út lên Sài Gòn trị bệnh chút nha. Hồi lúc trước Út còn nói ít ít. Khi mà Út mà bị sốt cao rồi động kinh nữa, tới nay không có nói được gì luôn. Lên trên Sài Gòn á, tốn tiền nhiều lắm. Mà em đâu có tiền. Thì có anh nè. Xong cái vụ này á, anh về anh bán hết cái bầy gà còn lại đó. Vậy là có tiền. Mà anh giúp em nhiều vậy, em không biết lấy gì trả ơn cho anh luôn á. Chị Năm ơi, có nhà ê, không? Chết. Dì Tư. Dạ. Chào hai đứa. Thưa dì Tư Ròm mới qua. Ý, thằng Trương. Dạ con nè Tư. Qua đây làm chi, nhà bay đâu phải bên này đâu, qua hoài vậy con? Thì hàng xóm láng giềng con qua thăm. Chứ không phải như ai kia, người ta không có đón tiếp mà cũng qua hoài. Ê, móc mỉa gì tao mày? Có móc mỉa gì đâu trời. Nói cho mày biết, tao Tư Ròm chứ không phải bà Tư Cẩm Ly ha. Nó tao có hiền, lộn xộn tôi bẻ ra mày liền á. Giờ mày muốn sao? Quên. Mô Phật. Trời hôm nay trời. Ngày rằm ăn chay, tịnh khẩu không động thủ. Từ lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà từ niệm tới đâu á Tư, cái nhà tao tan hoang tới đó á Tư. Giỡn mặt tao đi. Mày còn đứng đây một hơi mày coi chừng tao đó. Chị Nam, chị bước ra đây đi. Làm gì lúp lúp ló ló trong chi vậy hả? Tôi thấy vậy rồi, không có gì phải lúp ló hết trơn đó. Chị chung từ bụi tre, chị chung ra giùm tôi đi. Chị mới qua chơi. Dạ, dạ chị mời chị ngồi từ từ mình nói chuyện nha chị. Dạ. Chị ghế chắc không? Dạ chắc, dạ. Dạ chị ngồi đi. Tiền nợ của tôi chị tính sao chị? Ủa dì Tư, má con nợ nần gì dì Tư vậy dì Tư? Má, đi qua đây má. Không có nợ nần chứ, đi qua đây. Má cái gì mà má? Mày làm con, mày ở chung nhà với má mày. Chứ mà mày không có biết quan tâm là má mày thiếu nợ, thiếu nần sao? Đây nè, mắc nợ tao. Rồi bây giờ ho lao, ho ra máu kìa. Chị ơi! Má! Chị má ơi! Tôi xin chị mà chị đừng có nói gì nữa mà tôi xin chị thì... Chị sao vậy má? Con không hiểu gì hết thôi má. Đến đây! Đây nè, mượn tiền tôi. Nói là bây giờ muốn cần một số vốn để lo cho con Út, lo cho bệnh của bả. Tôi nhân đức quá tôi cho mượn mà. Rồi nói số tiền nó ít, làm sao cho nó nhiều lên thì tao chỉ cho bả quánh đề. Cũng ham, một ăn 70, quánh rồi thua, nợ nần ngập đâu. Má. Chị ơi, tôi xin chị. Bây giờ thiệt là tiền nợ của chị. Từ từ tôi trả sao, tôi xin chị về đi, chị đừng có nói nữa con, tôi nó lo, tôi xin chị. Cái hồi bà mượn tiền tôi bà có từ từ không? Hả? Không có tiền tôi ở ly ở đây nè. Chị ơi tôi xin chị mà chị ơi. Được rồi tôi kiếm. Tôi sẽ xoay sở tôi trả tiền cho chị. Bà bình tĩnh đi. Tôi không phải là ăn ở ác đức đâu. Tôi bày cho bà cái này. Bạn tôi á, cái ông đó ông lớn tuổi rồi. Nhưng mà ông được có cái tiền nhiều. Thiếu là thiếu tình thương. Cần một cô vợ. Mà con Luyến nó tới tuổi lấy chồng. Gả nó cho người ta đi. Rồi mình có tiền mình trả nợ, rồi mình có tiền mình trị bệnh, gả nó đi. Chị nói cái gì vậy? Tôi nghèo tôi bệnh tật thiệt, tôi không bao giờ gả ba con gái tôi. Bà, chị nghe cho chị đi gả mình. Má ơi, má. Mày đứng không?
Ở đây có tiền mới có quyền nói chuyện với mày. Xích ra một bên. Chị ơi, mày có tham gia mày cũng đâu có giúp được nó lòng nào. Luyến, nghe lời Tư. Đây là cái dịp để con trả hiếu cho má của con. Con nhìn đi. Một là cuộc sống giàu sang sung sướng. Còn hai, nghèo nàn đói khổ và nợ nần. Mày chọn đi. Chọn đi. Luyến, mà cầm con. Luyến, được em. Chọn đi Luyến à. Luyến, không được. Nghe má. Chọn đi con. Luyến. Chọn đi. Con đồng ý. Xong. Ngày mai rước dâu. Chung tiền đầy đủ. Đón dâu nghe con. Luyến ơi. Má. Má ơi. Má. Sao con dài vậy? Con không sao đâu má. Quê tôi đang chim líu lo, trẻ thơ đùa vui bên sông, gái trai hẹn hò. Bình minh lên hàng rào lũng khoai, tiếng ai hò khoảng say xưa từ sao lý tre. Mẹ ru con từ khi ấu thơ, tháng năm cần lão mong con lớn khôn nên người. Chỉ thương em dặm mưa bão giông, đó hoa đồng xanh xanh như màu qua bí thơ. Nhớ thương đôi dòng trên tóc xanh hôm nào. Đêm trăng sao cùng bao ước mơ, có anh trai làng ru ca tình em gái quê. Câu ca dao à ơi nhớ thương, chim trời bay mãi quê hương nồng ấm. Kìa xe qua về quê đón dâu, đứa trẻ làng tôi hôm nay tiếng chim rộn ràng. Mẹ trông con người hay bên sông, nước mắt mẹ rơi đưa con về nơi xứ xa. Anh chưa. Mong quê hương ngày mai nắng lên, đón cô dâu về thêm yêu tình quê ấm êm. Ai ra đi mà không nhớ mong, nhớ nơi quê nghèo bên mái tranh gia đình. Nơi quê hương mẹ ơi có hay, có cô dâu nào yên vui về nơi xứ xa. Thương em thơ chị hãy nhớ mong, tìm dạy tao thương em tôi còn không. Anh Trương, anh thương em, anh giúp em lo cho má, lo cho Út nha anh. Em mang ơn anh nhiều lắm. Em phải đi rồi anh Dương à. Má. Chiều ra sông mẹ trong bóng con, tiếng ai âu ơ ru con thiết tha dòng về. Giờ phương xa lòng con có hay, nước má. Mắt mẹ thêm bao năm chờ tin của con. Má. Về nơi xứ xa thương em thơ chị
Út nhớ chị hai lắm hả? Út lại đây nè. Út ngồi xuống đây đi. Cái Út nằm xuống đây. Út nhìn lên bầu trời á. Cái anh kể chút nghe. Về một nơi thiệt là xa. Nơi đó có chị hai của Út á, đang sống rất là hạnh phúc. Nói chuyện được rồi hả Út? Dạ, nhờ tiền của chị hai mà má có tiền để chữa bệnh cho em, cho má. Út ở nhà lo cho má nha Út. Vậy để em vô trong kêu má nha chị hai. Thôi Út, giờ chị hai phải đi rồi Út. Chị hai đi nha Út. Chị hai. Luyến. Anh Trương. Em mới về hả Luyến? Dạ. Em khỏe không Luyến? Gia đình em sao rồi? Em khỏe, em không sao đâu anh. Hôm nay em về em thấy gia đình yên vui là em mừng lắm anh Trương. Anh giúp em lo cho má, lo cho Út nha anh Trương. Em phải đi rồi anh Trương à. Em đi nha anh. Chị hai. Luyến. Luyến. Chị hai. Luyến. Làng quê tôi giờ đây xót xa, có bao người thương ra đi mãi không quay về. Rồi hôm nay đàn chim báo tin ở phương trời xa em đi về nơi rất xa. Rồi hôm nay đàn chim báo tin ở phương trời xa em đi trường xa. Rồi hôm nay đàn chim báo tin ở phương trời xa. Liên ơi, con Liên, má phát hiện con Liên đã về đúng không? Con Liên đâu? Con Liên đâu? Con Liên mới về đúng không con? Con Liên đâu? Con của má đâu? Em đi rất xa. Kính thưa quý vị và các bạn, và đó chính là ca khúc Đón Dâu, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy qua phần thể hiện của Ngọc Luyến và Ban Trương. Kính thưa quý vị và các bạn, thường khi mà nhắc đến khung cảnh đón dâu thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra một khung cảnh rất là vui ở một cái làng quê yên bình. Nhưng mà trên sân khấu vừa rồi, sáng tác Đón Dâu của nhạc sĩ Minh Vy đã lấy đi rất nhiều nước mắt, cảm xúc đong đầy của tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại phim trường. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cặp đôi được không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta có thấy sự góp mặt của những diễn viên rất là quen thuộc với tất cả quý vị và các bạn rồi. Đầu tiên, một tràng pháo tay dành cho diễn viên Tuyên Mập. Cô bé nhỏ nhắn, dễ thương nhưng cũng rất là đong đầy cảm xúc, bé Kim Thư. Và tiếp theo, trong vai người mẹ, một tràng pháo tay dành cho diễn viên Hồng Trang.
Xin được cảm ơn rất là nhiều những diễn viên đã hỗ trợ cặp đôi của chúng ta trong phần trình diễn vừa rồi. Chắc hẳn thì các vị huấn luyện viên đang có rất là nhiều cảm xúc muốn chia sẻ phải không ạ? Em thấy là anh Quang Lê đang rất là nóng lòng, xin mời anh. Cảm ơn đội hình diễn viên hỗ trợ cho tiết mục. Cảm ơn bé Kim Thư, con rất là giỏi, con khóc giỏi hơn chú đó. Nè nè, cô kể con nghe, có một lần cô đóng kịch với lại chú Lê ấy. Chú Lê muốn khóc, nhưng mà chú Lê khóc hoài không có được. Xong chú Lê mới nói có ai có dầu cù làm cho xin miếng. Cái chú Lê mới lấy dầu cù làm. Ok, chuẩn bị quay nha, quay nha. Xong chú Lê chát 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 luôn. Rồi rồi rồi, em chuẩn bị khóc rồi đó. Quay quay quay, quay qua. Tắt tắt tắt, em cay mắt quá chịu không nổi. Đó là quá trình chú Lê chuẩn bị khóc khi mà đóng phim đó con. Cho nên là Lê xem các bạn diễn rồi Lê thích lắm. Một lần nữa xin được cảm ơn những diễn viên đã hỗ trợ để chúng ta có một tiết mục cực kỳ cảm xúc trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao. Và ngay bây giờ sẽ là sự nhận xét, đánh giá dành cho hai thí sinh, đó chính là Ngọc Luyến và Bằng Trương. Đây là một cái thử thách cho Luyến, tại vì Luyến thật sự là hát bolero rất là chất. Nhưng cái bài này á, là mình phải tóm gọn lại cái luyến lấy của bolero mà hát theo cái kiểu tình quê hương. Thì anh thấy em có sự cố gắng trong đó. Trương thì anh thấy là rất là thuận lợi cho em. Tuy nhiên khi mà có những cái bất ngờ mà lên tông á, rồi có những cái mà em phải hát cái tông cao đó, thì anh cảm thấy là nó bị chậm đi khoảng chừng một nửa giây đại loại như thế. Coi cái bài hát này coi như là trong đầu óc cũng bị phân tâm nhiều. Tại vì một phần là do cái kịch bản tạo cho mình không có chú ý nhiều tới cái giai điệu nhạc. Tại vì vừa cất lên một chút thì có kịch ra. Đó, làm mình cái cảm xúc mình cứ thay đổi liên tục. Hồi nãy em mặc bộ đồ ra đó, là anh nói vậy là cái cô này cô chết rồi hay sao? Nhưng mà cái cuối cùng em đi rất xa đó, thì anh mới biết là em chết rồi. Chậm hơn nhịp mà. Xin nhắc lại là Lê luôn luôn chậm hơn một nhịp. Em biết tại sao mà chị biết là chết không? Sao vậy? Là bởi vì trước khi mà cô này xuất hiện thì đã có cái cảnh là cô bé nhỏ cũng nằm cũng ngủ. Và anh chàng kia cũng nằm ngủ. Ngủ để làm gì? Tại sao phải ngủ? Để mơ. Ngủ là để nằm trong giấc mơ để gặp lại người cô này. Thật ra là em biết chết rồi, nhưng mà em cũng giả bộ như chưa biết để nói. Chứ bây giờ biết chết rồi lấy gì nói. Thế là chị tiếp chậm một nhịp rồi phó không Lê? Thôi thì chúc mừng tiết mục rất là dễ thương. Chúc mừng các em. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Và đó chính là những nhận xét đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe xem rằng chị Tư Cẩm Ly và anh Quốc Đại sẽ nói gì về hai cô cậu học trò của mình nhé. Ở đây thì thật sự ra bài này không có bị ngắt nhiều quãng. Lúc đầu là phần kịch, sau đó là phần đi vào hát luôn trọn bài. Chỉ là chuyển tông ki từ Luyến qua Chương, là chỗ đó Luyến thoại trong cái đường, trong cái nhạc chuyển tông, chứ không hoàn toàn không cắt. Chỉ có hát hết luôn cả bài Luyến xong rồi Chương. Thì nó có một cái lúc mà Luyến trở về, lúc mà là cái hồn của ấy trở về trong cái giấc mơ ngắn gọn như thế, và Chương sẽ remix lại cái đoạn điệp khúc đó là hết thôi. Thì cái đoạn out, cái đoạn kết là để cho bà mẹ ra để nói với bà mẹ rằng đứa con đã đi tha. Chứ thật sự bài này không cắt dụng, bởi vì cái diễn xuất và cái thoại nó nhiều quá. Nó làm cho cái người ngồi coi cảm á thôi, cái cảm giác rằng là chừng nào hai người đó mới hát ta. Không biết thoại đến bao lâu rồi hai người đó mới hát. Cái cảm giác làm cho mình bị như vậy. Chứ khi hát là hát trọn vẹn. Ok, nói về phần hát. Khi em cất lên câu đầu là chị biết em đã bị loạn choạng, là tại vì em đang có cảm xúc thật trong đấy. Cho nên em hát nó không có được tốt. Còn về cái cách mà phân câu ngắt chữ, đó cũng là một cái khuyết điểm của hai đứa. Nhưng có lẽ là khi cái cảm xúc của em, rồi khi em bắt đầu em vào em bị, cho nên tất cả nó làm cho em bị xáo trộn, em phân tâm. Nhưng nhìn chung hôm nay chị rất là hài lòng, chị rất là vui và tự hào. Cảm ơn Luyến với Trương rất nhiều. Xin được cảm ơn cặp đôi huấn luyện viên Cẩm Ly và Quốc Đại. Và một lần nữa chúc mừng các bạn. Các bạn cũng đã hoàn thành xong rất là xuất sắc và mang lại cảm xúc đông đầy trong sân khấu của chúng ta ngày hôm nay. Chúc mừng Bằng Trương và Ngọc Luyến. Tiết tấu, ấn tượng và độc đáo, đó chính là những tính từ luôn xuất hiện ở mỗi phần trình diễn của nam thí sinh sẽ xuất hiện ngay sau đây trên sân khấu của chúng ta. Và ngay sau đây sẽ là một tiết mục tương tự như vậy. Một cảm xúc giằng xé nội tâm, một không gian lạnh khô điều hiu sẽ được mở ra cùng với ca khúc Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường qua giọng hát của thí sinh Thành Thức.
dài mưa phùn nắng gió tiêu điều. Quanh đây đâu đâu mây lộng bay, ngoài trời cùng cửa chẳng xa lối đi. Xa xa một nhánh cây tàn khô, đôi tình nhân kia hay hôn âu đi. Tìm cho lòng môi nồng ấy mùa đông còn ấm, mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm. Đến với những nỗi nhớ vẫn vương, ngày tình đã chết trong mưa đông dài. Qua đi cơn yêu đương nồng cháy, ngày tình đã hết thôi thì bước đi. Giờ còn lại gì trong ngày giá buốt những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cằn. Xin đôi vai ai qua đây cho tim anh thôi lạnh giá. Nắng gió tiêu điều, quanh đây đâu đâu mây lặng bay, ngoài trời khung cửa chẳng xa lối đi. Xa xa một nhánh cây tàn khô, đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi. Tìm cho lòng môi đông ấy mùa đông còn ấm, mình còn mơ hồ chẳng biết sáng đêm. Đến với những nỗi nhớ vẫn vương, ngày tình đã trong mùa đông dài. Qua đi cơn yêu đương nồng cháy, ngày tình đã hết thôi thì bước đi. Giờ còn lại gì trong ngày giá buốt những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cạn. Xin đôi vai ai qua đây cho tim anh thôi lạnh giá. Tim em thôi lạnh giá. Kính thưa quý vị và các bạn, và đó chính là ca khúc Đông, một sáng tác của Vũ Cát Tường cùng với giọng hát của Thanh Thức. Với huấn luyện viên Quang Lê, anh ơi, anh cảm thấy như thế nào? Đây là một thí sinh mà anh cũng rất là yêu thích của đội huấn luyện viên Minh Tuyết à. Riêng cái bài hát này thì Thanh Thức giống như là sống trọn của mình vậy đó. Nó đã trở thành những cái gì của em nhất rồi. Thật ra hồi nãy anh cũng thấy em đi nhiều lắm, nhưng mà cái body của em nó mỏng, em hiểu không? Em đi thoải mái hơn. Nhờ đi nhiều vậy mà body nên nó mỏng. Em đi lui đi tới, còn nếu anh Lê thì anh Lê sẽ đứng một chỗ. Đúng không? Đó là sự khác biệt á. Ví dụ em thấy anh Quang Lê mỗi lần diễn là ví dụ nhích cô đây chút xíu, nhích lại chút xíu và cố định lại một điểm cố định. Anh Lê không bắt chéo chân được như em. Lê ơi, vậy là em phải rút kinh nghiệm đó. Mình phải vận động một tí xíu thì mới có được cái bờ eo như gan Thanh Thức. Nhưng mà hôm nay á, là cảm thấy rất là vui. Hôm nay chị Ly đã chính thức dùng một cái từ mà của Quang Lê. Cửa miệng của mình là bờ eo à. Thường là ta nói cái vòng eo, mà Quang Lê thì cứ quen miệng nói là bờ eo, đúng không? Đó, hôm nay chị Tư dùng chữ bờ eo có nghĩa là chị Tư đã đánh giá cao cái ngôn từ của em rồi. Cảm ơn Tư. Và ở vòng này thì chị Minh Tuyết ơi, chị cảm thấy như thế nào về học trò của mình? À, cứ phải là mình đánh đòn học sinh của mình thì học sinh của mình sẽ hay hơn hôm ta. Vậy là khi mà tập luyện, khi mà đưa những kinh nghiệm là chị có dùng đòn roi chị hả? Chị nói đùa thôi là cái vòng trước đó chị có một vài lời nhắn nhủ với Thức. À, thì chị thấy vòng này Thức
tốt hơn rất là nhiều. Và chị nghĩ là có thể Thức sẽ còn có thể làm tốt hơn nữa. Nhưng mà như vậy cũng đã tốt lắm rồi cho ngày hôm nay. Cảm ơn em đã lắng nghe những lời của chị nhắn nhủ với em. Và mong rằng là ít nhất đây cũng là một cái hành trang chị cho em, để mà em nhớ trong cái bước đường của em. Cho nên chị rất là mừng bởi vì hôm nay Thức đã làm tốt trong tiết mục vừa rồi. Cảm ơn Thức rất nhiều. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Xin cảm ơn sự chia sẻ và những tâm huyết của huấn luyện viên Minh Tuyết. Và một lần nữa chúc mừng Thanh Thức đã luôn luôn giữ vững được phong độ của mình qua mỗi vòng thi. Một tràng pháo tay dành cho anh chàng của chúng ta. Kính thưa quý vị, tiếp theo với phần thi phong cách, chúng ta sẽ cùng đón chào cho sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao, một thí sinh rất phong cách và cá tính, cùng với giọng hát đầy nội lực và phong cách trình diễn của cô ấy. Và ngay bây giờ cũng sẽ là một ca khúc cực kỳ cá tính, ca khúc được mang tên Lang Thang. Một tràng pháo tay để đón chào thí sinh Phương Mai. Mấy phút nữa chuyện tình mình sẽ khác quá đắn đo, vì đôi tay ta chưa từng buông, chưa từng buông. Ngày xưa ấy như nước hoa sau tai, anh sức cho ta thơm nồng, dù quy giá những trắng lâu hương phai, anh thôi quyền luyến ngọt ngào. Chưa từng biết anh đã yêu em, đã yêu em bao nhiêu, thế nên em không thể hiểu khi hôm nay đến anh hụt hẫng xa xa. Vì anh chưa bao giờ, chưa bao giờ hy sinh những rồi cam tâm mỗi ngày, em mỗi ngày mong anh thoát giấc mơ. Và sau bấy nhiêu điều khi bình hoa trước mắt, chẳng níu giữ một người, giữ một người phía sau thầm lặng. Vì anh chưa từng biết sông dương, em nhìn anh cây đắng quá đắn đo, vì đôi tay ta chưa từng buông. Ngày gian khó em đã luôn ở đây, thương anh như cá thiên đường đầy. Đến lúc yêu dấu theo gió bay, em mới cảm thấy vun vỡ. Hạnh phúc giữ một người phía sau
anh chưa từng biết. Anh đã yêu em, đã yêu em bao nhiêu. Vì anh chưa từng biết. Em đã yêu anh, đã yêu anh. Kính thưa quý vị khán giả, thực sự là một màn song đấu rất đẹp phải không ạ? Đẹp về thanh, đẹp về sắc và đẹp về cả cảm xúc nữa. Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi Thanh Thức và Vong Xanh Nha Tây. Vong Xanh Nha Tây ơi, ngày hôm nay em có thực hiện một cái hành động quen thuộc là mang quà đến tặng cho huấn luyện viên Quang Lê hay là huấn luyện viên nào không ạ? À, hôm nay hết tiền, không có quà. Đầu tư cho tiết mục hết tiền rồi, cái áo đó chắc cũng phải cả triệu em hả? Nên hết tiền rồi, không có tiền để tặng quà cho huấn luyện viên nữa. Vậy thì với cái sự mộc mạc chân thành cho sân khấu của hai chàng trai này, các bạn sẽ nhận được những đánh giá nào? Đầu tiên xin mời huấn luyện viên Quang Lê ạ. À, hôm nay em chọn cái bài này là một trong những bài của Phan Mạnh Quỳnh, anh Lê rất là yêu thích. Cả hai em thể hiện rất tuyệt vời. Và chia sẻ với hai em là anh rất là thân với Phan Mạnh Quỳnh. Anh có số điện thoại nè. Và anh cũng đã xong ca với Phan Mạnh Quỳnh rồi nha. Dạ. Bài gì, bài gì? Trời ơi, vợ người ta, tôi hát với Phan Mạnh Quỳnh. Hát sao, hát nghe đi. Thôi mệt quá, bữa nay khác tiếp. Anh ơi, vậy thì anh thể hiện một cái đoạn nào mà anh thích nhất trong một cái ca khúc của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đi anh. Chắc chắn là tất cả quý vị khán giả đang rất là muốn nghe ạ. Bữa nay là đang bị cảm nặng. Thì kệ nó, hát theo cảm nặng. Xin hứa là tập sau sẽ ca một bài luôn. Em nên nhớ anh Lê là hứa thật nhiều nhưng mà không có được thật bao nhiêu nha. Nói chung lại là anh nghe nhiều lắm nhưng mà anh không có thuộc. Dĩ nhiên rồi, tại vì dòng nhạc đó không phải của mình. Dĩ nhiên thì mình hết hồn hết. Thì mình sẽ khó thuộc đúng không? Hứa thật nhiều, quên thật nhiều. Nhưng đâu trách Lê được gì đâu. Nói chung lại là hai em biết là cái mối thân thiết giữa anh với Quỳnh rồi đó. Thi này đâu nè. Hai em đó đâu biết sự thân thiết đâu. Thì đâu là bây biết giờ Lê biết. Thân thiết đâu. Bây giờ anh gọi điện Lê thoại à. Nè. Có phải Quỳnh trả lời một cái là tin liền luôn. Quỳnh ơi. Trời ơi bây giờ. Quỳnh ạ. À? À, em biết Quang Lê. Ủa, em không biết Quang Lê là ai hả? Ồ, chị xin lỗi, chị xin lỗi chị Cấp Phong. Trời ơi. Phải nhớ là thôi không có bàn cãi nữa. Ừ. Bây giờ không có ăn thua một chút nữa. Nói chung lại là bây giờ là chỉ có hai lời khen thôi và hai em vô cùng xứng đáng để đi tiếp. Nhanh gọn, xúc tích, có kết quả liền. Và chắc chắn hai bạn đã nhận được sự lựa chọn đầu tiên đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Huấn luyện viên Minh Tuyết ơi, xin mời chị đưa ra ý kiến của mình. Nói chung là chị chỉ nói ngắn gọn như thế này. Đương nhiên là trong cái phần biểu diễn của hai em thì có cái ưu và cái khuyết, có chứ không phải là không. Nhưng bây giờ không chỉ đâu, vô đội mới chỉ chứ. Giờ chỉ là lời mất tiêu rồi. Cho nên chị nói như nè, phong cách, cá tính âm nhạc, hai em đều có. Một câu, yêu. Đấy. Có nghĩa rằng đồng nghĩa hai em đã được hai cái vote của chị vào trong vòng trong rồi. Wow, xin mời chúc mừng Vong Xanh Nha Tây và Thanh Thức đã nhận được hai tấm vé để bước vào vòng tiếp theo. Nhưng chúng ta đừng quên lắng nghe những chia sẻ đến từ cặp đôi huấn luyện viên Cẩm Ly và anh Quốc Đại. Sao chị Tư ơi? Có nhiều khi khỏi nói để dành để dòng sao giật. Có vote không vote cũng vậy thôi, cũng vào. Cũng được vô không? Rồi. Không? Chắc dạ. Chắn rồi phải không em? Dạ chắc chắn rồi ạ. Hát ở trển mà anh Lê dưới đây anh quắn quýu hết trơn. Có hội đủ nhiều thứ lắm, nó chứ đặc biệt là về sân khấu, về phần nhìn. Còn phần hát thì vẫn còn một số cái cần phải chỉnh sửa, chị nghĩ là như vậy. À, nhưng mà bây giờ tụi em cũng đã hai vote rồi, bây giờ chị có vote không vote tụi em cũng vào rồi. Quan trọng là cái vòng sau á, chúng ta sẽ tranh đấu hay là như thế nào thì tính sau. Nói chung là cái vòng sau là chúng ta sẽ nhìn nhau hận thù vậy đó. Một lời tuyên kiến luôn, chưa tới vòng sau anh Quang Lê tuyên kiến sẵn luôn. Ok, chị chúc mừng không Thức. Không nhìn mặt nhau luôn. Chị chúc mừng Thức với tay tụi em đó là vòng sau. Và vòng sau thì ráng cẩn thận nha em. Cố gắng mặc giáp nha. Chứ anh Lê anh chưa gì mà anh đòi xung trận rồi đó em à. Chúc mừng tay với lại Thức. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình rất xuất sắc. Cảm ơn các bạn.
nay. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mang trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này. Tuổi nào ngơ ngơ tiêm tiếc xó heo mây, tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vầy, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Hãy dành cho cô nàng học trò xuất sắc nhất của huấn luyện viên Quang Lê một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn Thái Bảo rất là nhiều. Quý vị ơi, đừng quên thao tác quen thuộc của mình, nhấc ngay điện thoại của mình lên. Và hãy nhớ rằng tất cả quý vị và các bạn sẽ có tất cả là 30 giây để dành tình cảm của mình bình chọn cho thí sinh Thái Bảo. Và ngay bây giờ, 30 giây bình chọn cho Thái Bảo bắt đầu. We'll be right back.
và 30 giây bình chọn cho thí sinh Thái Bảo kết thúc. Xin được cảm ơn tất cả tình cảm của quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ là tình cảm của các vị huấn luyện viên. Huấn luyện viên Minh Tuyết ơi, đối với chị thì hôm nay chị bị Thái Bảo hút như thế nào ạ? Hôm nay nhìn Thái Bảo đẹp lắm em ơi. Với mái tóc dài chị lại thấy Bảo gần gũi, cảm giác nó một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng. Đêm chung kết rồi cũng không nhận xét gì sâu xa hơn nữa. Chị chỉ mong rằng khi Thái Bảo bước ra khỏi cuộc thi này, chị muốn em mạnh mẽ hơn và tự tin hơn, bản lĩnh hơn với những gì em có được và học được tại thầy Lê và tất cả các huấn luyện viên trong chương trình Ai Sẽ Thành Sao. Em cảm ơn chị. Xin cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Vậy thì bây giờ thầy Quang Lê ơi, cô học trò của thầy ngày hôm nay đứng trên sân khấu trong đêm chung kết rồi, thì thầy có muốn nói gì với cô học trò của mình không ạ? Đúng ra là cái giọng Bảo rất là nội lực và có thể là đẩy mạnh hơn nữa. Và hôm nay anh rất là mừng. Anh cứ sợ là em sẽ đẩy mạnh rồi sẽ bung nóc, rồi sẽ mất đi cái hồn của bài hát. Thì hôm nay em vừa ém lại cái độ mãnh liệt và em đã ru cái bài rất là tốt. Những cái kỳ vọng của anh đối với em, hôm nay em đã làm anh cảm thấy hài lòng. Chúc cho học trò của mình luôn luôn tỏa sáng. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và với cái lời động viên cũng như là rất là nhiều lời khen vừa rồi đến từ các vị huấn luyện viên, chắc chắn bạn sẽ tự tin hơn, rất là nhiều năng lượng dồi dào hơn với phần trình diễn thứ hai của mình trong đêm ngày hôm nay. Và bây giờ xin được chúc mừng Thái Bảo và hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho tiết mục tiếp theo nha. Cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị, bên cạnh Quốc Bảo là một cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ cô ấy đang có một tâm sự riêng cho tình yêu của mình. Cô gái à, điều khiến em đau xót nhất trong tình yêu là gì? Cứ lừa dối đi. Còn có nhau trong cuộc đời, cứ lừa dối đi để em đây còn có những ngày vui. Dù anh đam mê trong vòng tay người, dù anh đan phôi pha lời ân ái, dù mãi mê quên đường về, cứ lừa dối đi để em đây còn ôm ấp mộng say. Rồi mai anh ra đi không trở lại, mình em câu ăn năn lời sám hối. Ta tìm nhau suốt kiếp rồi chia tay tình cờ. Một mai đi bên ai, anh quên hình bóng xưa. Một mai vui bên ai, anh quên lời yêu đầu. Anh vô tình lạnh lùng đến thế sao? Anh ngỡ thương nhạt nhòa đến thế sao? Yêu đương này, cuộc tình này quá đáng cay. Một
còn những giấc mộng đẹp. Cứ lừa dối đi để mai đây còn có kỷ niệm vui. Tìm quên trong hư hao đời mộng mị, tìm quên trong men cay lời sàn dối. Rồi mãi khi tình xa còn mềm mại cứ lừa dối đi. Thưa quý vị, và đó chính là những cảm xúc được gửi đến cho tất cả quý vị qua giọng hát của thí sinh Thái Bảo qua ca khúc Cứ Lừa Dối Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại thí sinh Thái Bảo, một cô nàng rất là xinh xắn với mái tóc ngắn cá tính của mình. Và qua mỗi vòng thi thì chúng ta thấy cô ấy lột xác hoàn toàn. Và ở vòng này thì cô ấy thực sự rất là da diết với ca khúc của mình vừa thể hiện. Và ngay bây giờ xin mời sự nhận xét đến từ những vị huấn luyện viên. Đầu tiên thì các bạn xin được mời huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại ạ. Bảo ơi, em xinh lắm luôn á, chị không hiểu sao nữa. Hôm nay cái bài này thực sự là cái bài này cái quãng nó quá rộng, những cái nốt thấp nó quá nhiều. Nó làm cho mình bị thất thế cái chỗ đó, mà cao nó cũng chỉ có vài nốt thôi. Nhưng mà nó lại bắt buộc mình phải lấy cái tông này để mình hát. Mặc dù cái giọng em rất là dày, rất là lực, nhưng mà chỉ tiếc ở những cái đoạn thấp đó, chứ còn ở những cái quãng mà trung trung em hát nó đẹp lắm và nó tốt. Ở em, cách xử lý em làm được những cái điều mà chị cần. Chỗ nào nó cần kịch tính, chỗ nào nó cần êm đềm tình cảm thì em đều xử lý tốt. Em có biết cách xử lý bài hát. Đối với chị thì chị luôn luôn dành tình cảm cho Thái Bảo. Cảm ơn chị. Đó chính là những tình cảm và những nhận xét đến từ huấn luyện viên Cẩm Ly. Và em xin mời huấn luyện viên Minh Tuyết sẽ có những đánh giá về phần trình diễn lần này của Thái Bảo. Mới mốt em không bận cái đầm nó nữa, đưa lại cho chị. Chị nói đùa là bởi vì chị muốn nói là hôm nay em rất xinh đẹp. Thực sự là như thế này, cái bài này có quãng rộng thiệt. Cái trung nó ít, mà cái xuống thấp nó cứ xuống từng nấc và nó xuống thấp. Lên cao thì nó lên quá cao. Cho nên á, khi mình chọn bài đi thi á, mình phải cân nhắc rất là kỹ. Thì cái này chị muốn nhắn nhủ với em, nếu em lọt vào vòng trong thì mình phải cẩn thận trong vấn đề chọn bài. Bài này là đúng sở trường em rồi đó, chứ nó không có sai, nhưng mà nó phải đúng cái âm vực của mình để mình có thể phô trương ra hết tất cả những cái quãng mà mình có thể làm một cách tốt nhất. Cái này là góp ý riêng ở ngoài cho em, là cái âm sắc em phát ra đó, chị muốn nó sắc bén một tí, bây giờ nó hơi bị vòm nhiều quá. Em nên về học và nghiên cứu thêm cái âm sắc của mình nha. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Xin được cảm ơn sự nhận xét đến từ huấn luyện viên Minh Tuyết. Và bây giờ thì chắc chắn là anh Quang Lê rất là muốn khen cô học trò của mình ngày hôm nay, vừa xinh đẹp vừa hát hay nữa phải không ạ? Xin mời anh Quang Lê. Em hóa thân từ một cô gái quyền lực em cũng được, mà em hóa thân thành một cô gái thôn quê, em vẫn làm tốt. Và dĩ nhiên cái bài hát này thì khi mà em nhắn tin cho anh nói anh ơi cái bài hát này em cảm thấy là em lo lắng quá. Cá nhân anh Lê rất là thích bài hát này cho nên muốn nghe em hát. Có lẽ là nó cũng không nằm trong cái quãng giọng mình, nhưng mà cái quan trọng anh Lê cần là cái tình cảm mà em đã chuyển đạt được khi mà em diễn đạt bài hát, cho người ta một cái cảm giác rất là sâu sắc, lắng động một chút gì đó. Cái đó mới là quan trọng. Đôi khi anh nói thiệt, nhạc viện ra bắn lên trời tới nóc luôn, nhưng mà không cảm xúc thì vẫn là không cảm xúc. Tuy nhiên em có cảm xúc. Có cảm xúc. Xin được cảm ơn. Cảm ơn sự nhận xét đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Và chúc mừng Thái Bảo đã nhận được rất nhiều lời khen đến từ các vị huấn luyện viên. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay bạn trình diễn rất là thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều.
ướn lệ chân. Chuyện đời sầu đắng vẫn vương đôi má dịu hiền, áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau, nói nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời. Giờ gặp lại nét thắm môi em tiếng hẹn hò, tìm lại ngày mơ. Hồn nhẹ lên khóm hoa tươi, thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nối, vẫn biết vun bên nhau sẽ cười buồn một ngày về, và cùng một tàu ấy anh về. Gặp lại người xưa, tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ. Gặp lại người xưa, một cặp song ca rất xứng đôi phải không ạ? Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi của chúng ta. Kính thưa quý vị, thật sự đây là một cặp song ca rất là đẹp đôi, đẹp cả thanh và cả sắc nữa ạ. Nhìn hai bạn tôi có bảo tưởng tượng như là đây là một cặp đôi đi thi, cặp đôi thanh lịch. Trước tiên xin mời hai bạn sẽ cùng giới thiệu về bản thân của mình. Và lời đầu tiên thì cho phép em và anh Bảo Nam thì được gửi lời cảm ơn tới ban nhạc đã hỗ trợ hai anh em thi tốt phần thi này. Và em xin được gửi lời chào tới bốn vị ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả ở đây ạ. Đứng trên sân khấu này, hai anh em với tinh thần là đi thi là cũng rất là thoải mái, và được bắt cặp với nhau thì hai anh em cũng cố gắng thi hết sức của mình. Khi mà được tin Bảo Nam bắt cặp cùng với Sally thì thôi hai anh em nói với nhau bằng rằng là cứ cùng nhau thi thật tốt phần thi của mình. Còn nếu mà được vào sâu nữa thì đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc phần thi ứng xử của mình. Đúng là giai Bắc em ạ. Giai Bắc đã nói chuyện rất là uyển chuyển ạ. Hát hay mà nói còn hay hơn nữa. Bảo Nam, cách đây là khoảng 6 năm em hả? 6 năm lúc đó là Bảo Nam là gặp Quang Lê ở một phòng trà, chỉ là vì là say mê ca hát và mê dòng nhạc của anh Quang Lê, mới đi vào Đồng Dao xin làm bưng nước để có cơ hội được gặp thần tượng mà thôi. Vừa đi làm rồi một khi là đi bán kẹo kéo nữa. Quang Lê vừa tập nhạc xong ở phòng trà thì lúc đó mới nói là em rất là muốn đi hát, em rất là thần tượng anh Quang Lê. Thì lúc đó Quang Lê thấy là mặt mày cũng sáng sủa, thì lúc đó Quang Lê cũng đang trên đường đi thu băng. Quang Lê em tạt vô cái vòng thu, em hát cho anh nghe rồi anh sẽ cho em một nhận xét. Cho chị đoán cái này được không? Bảo Nam, có nghĩa là cái ngày đó em gặp anh Quang Lê, em thần tượng anh Quang Lê. Anh Quang Lê dẫn em vào phòng thâu, em thâu thử xong sau đó anh Quang Lê chê. Không phải là chê. Và từ đó em đã không thần tượng Quang Lê nữa. Và em đã thần tượng một người ca sĩ khác, nhưng chị không biết là ai. Nhưng sau đó hôm nay giọng hát của em có rất là nhiều cái âm sắc giống anh Quốc Đại. Cái đó là tự chị Tuyết nói nha. Cho nên chị khẳng định rằng em đã không còn thần tượng Quang Lê nữa. Không, một khi đã thương một người rồi thì dù thời gian bao nhiêu lâu thì vẫn thương, đúng không? Thương là thương giọng hát chứ có thương gì con người chi, đúng không? Bao nhiêu năm là Bảo Nam chỉ được mơ ước xuất hiện trong chương trình Hát Trên Quê Hương. Trời đất. Và dù em có đi tiếp sâu hay em có vào đội anh hay không thì anh sẽ hứa là anh sẽ cho em vào Hát Trên Quê Hương của Quang Lê. Đó, một lần. Chưa? Và đó là con xác nhận mà nãy giờ, có nghĩa là vì Bảo em hát Nam quá hay, bây giờ em đã tiến bộ và sáng sủa, còn Sa Lý thì cũng vẫn dễ thương và
Chú thì chúc con sẽ cố gắng hơn nữa nha. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê rất là nhiều. Và câu hỏi vừa rồi, một câu hỏi huấn luyện viên Minh Tuyết chị vẫn chưa trả lời được. Tại sao vậy chị? Thường á, lắng nghe những cái khúc bolero, chị rất là chờ đợi ít nhất là phải qua nửa bài. Nhưng mà trong cái phần trình diễn này thì chị bấm rất là nhanh. Giành giật bolero nó cũng hơi khó lắm em. Cho nên mình phải bấm trước. Nhưng mà bấm rồi thì mới biết rằng là một người á, thì là thần tượng Quang Lê, một người là học trò của Cẩm Ly. Thì chị nghĩ cái nút bấm của chị chỉ là hương hoa thôi ngày hôm nay. Cho nên chị cũng chúc mừng hai em rất là nhiều. Nhất là chị chúc mừng cho Bảo Nam. Theo như những gì Quang Lê kể thôi nãy giờ thì em đã vượt qua quá nhiều chặng đường, quá nhiều cái sự gian nan trong cuộc sống để mà ngày hôm nay có một cái thay đổi ngoạn mục như thế này. Sally, cái cách phát âm của em ra nó còn dân vùng miền nhiều quá. Nó hơi cứng, em hiểu không? Nên em phải trau dồi thêm một tí xíu. Nhưng em rất là xinh đẹp, chất giọng cũng sáng. Còn riêng về Bảo Nam, chị thích em, chị chịu em. Dạ, mặc dù em sẽ khó thuộc về chị nha. Nhưng mà hồi nãy chị nhận xét cái giọng em á, cái âm sắc em có giống anh Quốc Đại. Ở mỗi lần lên cao, chị nghe chị giật mình cho nó, ồ giống Quốc Đại quá, Quốc Đại nha. Thì chị nghĩ rằng là chị khẳng định thêm lần nữa là em đã hết thần tượng Quang Lê. Và đó là tình cảm của huấn luyện viên Minh Tuyết gửi tặng cho hai thí sinh của chúng ta trên sân khấu. Và nãy giờ thì Quốc Bảo thấy là đội của huấn luyện viên Quốc Đại và chị Tư Cẩm Ly cũng muốn chia sẻ rất là nhiều với cặp đôi của chúng ta, phải không ạ? Tại sao là anh và chị Ly bấm trễ hơn Tuyết? Bởi vì khi mà bắt đầu là nghe hát thì anh đã biết là Nam. Bởi vì anh đã từng tham gia chung một show của em. Nên anh sẽ khó hơn. Và hôm nay thật sự là cái lực em làm nó cũng chưa bằng cái lực em có. Nhưng mà đủ rồi. Nhiều đó cũng đủ cho em bước tiếp. Em và Sally bước tiếp. Anh chỉ chia sẻ vậy thôi. Còn khi mà vô trong nữa mới giật, mới giành. Thì thôi giấu lại. Không nói nữa. Chiến thuật quen thuộc của đội Quốc Đại và huấn luyện viên Cẩm Ly, giấu lại và vòng sau các cơ hội nói tiếp. Và một lần nữa thì xin chúc mừng cặp đôi rất đẹp của chúng ta đã nhận được hoàn toàn tối đa 3 sự lựa chọn của chương trình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn bốn huấn luyện viên ạ. Anh về với em rồi này. Ủa anh Giang, anh giờ nào mà sao anh không cho em hay gì hết vậy? Ừ thì anh muốn làm cho em bất ngờ. Ghét quá. Bé hai. Dạ. Anh muốn biết là ba má em bắt em lấy ai? Ba má bắt em lấy... Lấy ai em nói cho anh nghe đi. Lấy... Lấy ai? Lấy anh chứ lấy ai. Hai. Tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Thưa quý vị và các bạn, một tràng pháo tay dành cho cặp tiên đồng ngọc nữ đến từ đội của huấn luyện viên Quang Lê.
Với một sáng tác rất là nổi tiếng và đã được anh Quang Lê trình diễn rất là thành công, đánh dấu tên tuổi của mình, đó chính là ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Vậy thì ngày hôm nay đối với học trò của mình thì anh cảm thấy hài lòng chưa ạ? Đối với Ngọc Vàng thì Lê không mấy gì lo, tại vì cái chất dân ca rất là gần với là Vàng. Cái điều mà lo lắng nhất là Thái Bảo. Tuy nhiên hôm nay em đã làm anh rất là hài lòng và cảm thấy trong lòng rất là nhẹ nhõm. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm khi mà em thể hiện rất tốt. Xin được chúc mừng hai bạn. Lời động viên và lời khen đầu tiên đến từ huấn luyện viên của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sự nhận xét của các huấn luyện viên đội bạn. Đầu tiên thì Quốc Bảo xin được mời chị Tư Cẩm Ly ạ. Hôm bữa vô tình khi mà tập, chị có được nghe hai đứa hát. Bạn cũng chia sẻ rất là nhiều. Cô ơi, khi mà con hát với Bảo á, cái câu mà anh thương tóc em bye bye, con nhìn qua con cười hoài, con không diễn được. Chị có nói là thì con cứ tưởng tượng thôi chứ có gì đâu. Thì cái hôm tập á, thì nhìn thấy tội Bảo thật sự. Tại vì biết là Bảo không phải sở trường này, và thấy rất là cứng ngắc luôn á. Nhưng hôm nay thật sự chị dành hết điểm cho Bảo. Khi em diễn chị cũng không ngờ luôn. Cái lúc mà chị để ý rất kỹ, em quay qua em nói rằng anh đã muộn rồi, ba mẹ em bắt em lấy chồng rồi. Thì chị nói, lấy chồng rồi hả ta? Chị suy nghĩ. Nhưng khi em quay qua, cái cười của em là chị biết là em đang ghẹo anh này. Đó là tức là người ta nhìn qua cái cách thể hiện của mình. Mình làm đúng thì người ngoài sẽ nhìn ra biết được là không phải em lấy chồng mà em đang chọc anh này. Và hôm nay đặc biệt bài này khó với em. Nhưng chị biết em cố gắng rất nhiều. Nó có sẽ không mượt mà như những người hát dân ca. Nhưng những cái ngọt, cái luyến của em làm tròn trịa, nó rất là mềm mại. Còn nói về Vàng, con than khóc bài này hoài, con bị áp lực. Nhưng mà đúng ra con có lợi thế hơn Bảo. Nhưng con lại hát bài này, nó lại có một vài chỗ. Có những cái nốt con lên nó chưa có đủ tròn trịa lắm cho cái bài hát này. Với lại con cũng là có cái ưu thế rồi, cho nên là cô sẽ nhìn về Bảo nhiều hơn. Cho nên thấy cái sự tiến bộ của Bảo nhiều hơn. Nói chung là tiết mục rất là dễ thương. Chúc mừng tiết mục của Vàng và Bảo rất nhiều. Và cảm ơn những huấn luyện viên của chúng ta rất là nhiều. Một lần nữa chúc mừng cặp đôi Thái Bảo và Hồ Ngọc Vàng đã hoàn thành xong phần thi của mình. Chúc mừng các bạn. Kính thưa quý vị, trên sân khấu của ai sẽ thành sao? Ngay sau đây sẽ là một sắc tím đặc trưng sẽ được bao phủ trên sân khấu của chúng ta. Đây cũng là một món quà mà huấn luyện viên Quang Lê và Hồ Ngọc Vàng muốn gửi tặng đến cho tất cả quý vị và các bạn. Một tràng pháo tay dành cho Hồ Ngọc Vàng với ca khúc Mưa Trên Phố Huế. Một ca khúc quá đỗi ngọt ngào cùng với những hình ảnh cực kỳ mộng mơ của Huế Thương. Và một lần nữa, một tràng pháo tay dành cho thí sinh của chúng ta. Anh Quang Lê ơi, ngày hôm nay anh thấy học trò của mình đã mang Mưa Trên Phố Huế trên sân khấu của chúng ta như thế nào đến tất cả quý vị khán giả ạ? Trong Ngọc Vàng đó, có nhiều cái mà tự thân phát triển và tự thân cố gắng.
những cái câu ngâm thơ đầu á là vàng ngâm vàng ngân, cái rất là đặc trưng. Thì cái gì mà đặc trưng là mình phải giữ, đúng không? Và hôm nay em đã làm mà anh rất là hài lòng, đặc biệt là cái bộ đồ rất là dễ thương. Cảm ơn Lê. Xin cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê. Còn đối với hai vị huấn luyện viên, đó chính là huấn luyện viên Cẩm Ly và Quốc Đại, thì hôm nay hai anh chị cảm thấy như thế nào về chất Huế trên sân khấu ạ? Ở vàng thì đối với anh trong ca khúc này thì cái đoạn ngâm và cái A1 của em nó bị ảnh hưởng bởi cái sự rung. Còn bắt đầu từ cái A2 trở về sau thì em hát đã tròn trịa hơn và anh khá hài lòng về phía sau. Nhưng anh xin nhắc em một xíu nữa thôi. Cái câu kết là mình cô, chữ cô đơn của chữ cô của em lại luyến quá nhiều. Những cái đó thì em nên tiết chế lại xíu, nó sẽ hoàn hảo hơn. Cái câu cuối cùng đúng không? À, cô đơn. Cô đơn. Thật sự tôi thấy vậy nè, nếu Đại luyến, Lê luyến sẽ nghe rất là hay và không thấy dư. Nhưng mà vì hai người đã làm nó đúng và nó tròn, vì em làm chưa đủ, chưa tới nên thấy nó bị dư. Thật ra là Ngọc Vàng rất là giỏi, nhưng mà phải thú thật luôn là Lê có đi công tác hơi nhiều, cho nên thời gian với học trò của mình hơi ít. Là lỗi do huấn luyện viên. Lỗi tay tôi. Đúng ra là nó luyện một nửa, còn một nửa kia anh Lê phải giúp. Lê lờ đi xa rồi. Đó. Cho nên là luyện nửa chân. Cái đó, đi công tác cho nên là không có nhiều thời gian với Vàng. Tuy nhiên anh đánh giá rất cao về em. Cảm ơn anh Lê. Dù sao thì ngày hôm nay bạn cũng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ và sự nhận xét rất là đáng khích lệ đến từ các vị huấn luyện viên, và chúc mừng bạn tiếp tục đã mang lên sân khấu tình yêu quê hương của mình, và một lần nữa chúc mừng em đã hoàn thành xong xuất sắc phần thi của mình. Cảm ơn Hoàng Ngọc Vàng. Quý vị thân mến, và tiếp theo ngay sau đây trên sân khấu của chúng ta vừa rồi là những giai điệu rất là ngọt ngào, rất là mùi mẫn. Vậy thì ca khúc tiếp theo sẽ mang đến một không khí như thế nào đây? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nha. Chừng sẽ mãi bên nhau chẳng thể cãi rời, vì tình yêu ấy trong tim còn đầy vơi. Tưởng chừng sẽ nắm đôi tay bên nhau suốt đời, có đâu nào hay bây giờ đã không còn như mong đợi. Chẳng thể nào cố níu lấy khi người đã buông đôi tay. Thôi đành chia ly, giờ nghe niềm đau giăng kín đôi bờ mi. Cho dù hạnh phúc đến mấy thì chia tay cũng chỉ là nỗi đắng cay. Anh là người em đã từng yêu nhất, nhưng giờ đây đành mất. Rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau? Để trái tim ai sẽ càng thêm đau? Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế qua màu, hay chỉ càng thêm sâu? Thời gian liệu có phai nhòa chuyện tình đôi ta? Vì sao em không thể lãng quên yêu thương hôm qua? Dù đã mãi muốn chung cái xa, khi con tim phải chẳng yếu đuối, về đây bên em dù là giây phút thôi. Say đắm mỗi hồn vài từng khát khao dần đầy, tựa như đôi ta chẳng muốn lớn sắc hơn. Rồi ai sẽ nhớ chẳng còn bên nhau, để trái tim ai sẽ càng thêm đau? Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế qua màu, hay chỉ càng thêm sâu? Thời gian liệu có phai nhòa chuyện tình đôi ta? Vì sao em không thể lãng quên yêu thương hôm qua, dù đã mãi muốn
yêu thương hôm qua dù đã mang muôn trùng cái xa. Kính thưa quý vị, và đó chính là ca khúc Năm Ấy cùng với cô bé nhỏ nhắn xinh xắn của chúng ta. À, em gì ơi, bé gì ơi, em nhiêu tuổi rồi? Dạ em tên là Hương Lan ạ, và năm nay em 19 tuổi ạ. Còn trẻ quá. Và xin được giới thiệu với bốn vị huấn luyện viên của chúng ta và tất cả quý vị khán giả. Đây là một cô gái rất là nổi tiếng trên mạng xã hội với rất nhiều ca khúc cover của mình nhận được hàng triệu lượt view ạ. Wow. Và ngày hôm nay thì cô ấy đến đây mang đến một ca khúc live ngay trên sân khấu luôn. Và hơi tiếc chút xíu, chúng ta thấy mới có một sự lựa chọn đến từ huấn luyện viên Quang Lê thôi ạ. Xin mời những sự chia sẻ của anh Quang Lê. Thật ra là em có một dòng hát rất là hay. Và cái dòng nhạc này anh thấy là nó cũng không dễ hát. Có những lúc em bỏ rất là nhỏ, có những lúc em làm rất là tỏa sáng. Thì em có một chiếc giọng rất là ngọt ngào. Và anh thấy là em xứng đáng để đi vào tiếp. Và anh nghĩ là chắc là đội chị Cẩm Ly với Quốc Đại cũng như chị Tuyết là đang phân vân, chứ chưa hẳn là không cho em cơ hội đâu. Thì anh cũng rất là muốn em có cơ hội đi vào tiếp. Tại vì chính em hát rất hay đúng mọi người. Dạ. Và đúng là em cũng rất là thắc mắc anh Quang Lê à. Em nghĩ là với cái giọng hát này, với cái cách hát và một cái ca khúc rất là gần gũi với phong cách của chị Minh Tuyết, thì mọi người đang rất là chờ đợi cái nút bấm của chị. Vậy thì tại sao chị Minh Tuyết không bấm cho thí sinh này ạ? Thực sự là chị không bấm cho em cái bài hát này là bởi vì trong bài hát này em có quá nhiều cái khuyết điểm. Cái đầu tiên chị khen tặng đó là em là một trong những thí sinh mà nữ mà có một cái phong cách rất là thoải mái. Tại vì thường thường con gái ở Việt Nam mà đi theo nghề á, thường hay bận lắp la, lắp lé hoặc là trưng diễn rất là nhiều. Còn em bận rất là đơn giản, rất là phong cách. Đó là em có một cái phong cách riêng cho bản thân em. Điều đó là một điều hay, chị khen em. Cái điều thứ hai là em có chất giọng vang và sáng. Nhưng chị nghĩ rằng là em chưa có đi hát nhiều. Em cũng không có kinh nghiệm nhiều về vấn đề xử lý bài hoặc là kỹ thuật. Cho nên khi em hát đó, thì cái cục hơi của em không có vững, nên cái cao độ của em nó hơi bị chênh vênh. Rồi khi mà em lên giọng gió, cái điều đó rất là khó. Khi mình đang hát giọng thật rồi mình đột ngột mình đổi lên giọng gió, thì em phải có một cái cục hơi rất là vững chắc và phải biết cách xử lý rất là tinh tế. Thì em lại fail, em rớt ngay cái chỗ đó, em lên không nghe được. Có nghĩa là em bị rất là nhiều lỗi trong cái bài hát này. Đó là lý do mà chị không bấm cho em. Nhưng em có tiềm năng chứ không phải là không có. Chị ước gì với phong cách như vậy, em hát một bài nó có tiết tấu nhiều hơn, thì em không phải cần sử dụng cục hơi quá nhiều. Chị nghĩ sẽ thích hợp với em nhiều hơn. Một ca khúc tiết tấu ngay trên sân khấu, bạn có thể gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Chắc là em sẽ hát là bài Điều Anh Biết ạ. Điều Anh Biết. Dạ, yeah, xin mời em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa, đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh không thấy bao bông hoa trên đời, anh trông thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu trọn đôi mắt này, yêu trọn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. Cá tính quá phải không ạ? Hình như hồi nãy em thấy là anh Quốc Đại có khều nhẹ chị Cẩm Ly. Dạ, sao vậy ta? Thật ra chị chưa hài lòng lắm với giọng hát của bé Lan. Trong cái giọng hát của em nó thiếu màu sắc thôi, cung bậc cảm xúc thì đúng hơn. Và đặc biệt cái cá tính của em nó thể hiện ngay cả trong giọng nói của em luôn, chứ không phải là lúc mà hát nữa. Cho nên cái cá tính của em nó mạnh quá. Nhưng mà chị lại thích những cái người lạ như thế này nè, cá tính như thế này nè, cả cái gương mặt luôn. Chị rất là thích, cho nên là chị cảm thấy hơi tiếc là tại vì em thiếu sót những cái điều đó. Tại vì thích quá cho nên chị muốn cho em một cơ hội. Vậy thì cảm ơn. Bấm liền phải không ạ? Xin được chúc mừng bạn. Và chị hy vọng rằng bé Lan vào trong á, em sẽ có thể cho mọi người thấy em có thể làm hơn được như thế nữa. Ngoài cái cá tính này, nó còn có những cái mềm mại hoặc là những cái tình cảm khác ở bên trong của mình. Mình sẽ có thể bộc lộ để khán giả họ cảm thấy là ok, em làm được.
và chị cũng cảm thấy không hối hận khi nhấn cái nút này của em. Ok. Xin được chúc mừng bạn rất là nhiều và hy vọng rằng với cơ hội này bạn cố gắng chắc chiêu, thể hiện mình tốt nhất có thể ở vòng tiếp theo để không phụ lòng những huấn luyện viên của chúng ta nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn, chúc mừng bạn. Thưa quý vị, một giọng hát cực kỳ trầm ấm cùng với ca khúc Nha Trang Ngày Về. Và xin chúc mừng bạn đã nhận về 3 sự lựa chọn đến từ các huấn luyện viên. Bạn có thể giới thiệu với mọi người mình có phải là một người con của Nha Trang không ạ? Dạ vâng, lần đầu tiên cho phép Huy xin gửi lời chào đến các bạn khán giả đang ở trường quay và cũng như các bạn khán giả đang xem đài. Và xin chào bốn anh chị huấn luyện viên. Em không phải là người con của Nha Trang nhưng mà em rất là thích biển là điều đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là em luôn, mỗi khi em buồn và có một cái gì đó thiếu năng lượng hoặc là mood trong công việc của em thì em thường
ghé Nha Trang à. Và cũng từ đó em cũng đã từng cũng có mối tình ở đó, nhưng mà không phải mối tình ở ngoài đó, tức là mối tình ở đây em đưa ra đó à. Và nó cũng rất là buồn à. Cho nên em xin được chọn ca khúc ngày hôm nay à, Nha Trang Ngày Về, một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy à. Và Quốc Bảo có quan sát thì thấy rằng chắc chắn là huấn luyện viên Quốc Đại và huấn luyện viên Cẩm Ly cũng rất là yêu ca khúc này khi mà ngồi hát nghêu ngao theo thí sinh của chúng ta. Vậy thì Quốc Bảo rất là muốn lắng nghe, chia sẻ đến từ hai anh chị trước ạ. Anh phải cảm ơn em đã chọn ca khúc này dự thi, bởi vì nó cho anh rất là nhiều kỷ niệm. Không phải là kỷ niệm về những chuyện tình, mà là đây là bài hát đầu tiên anh phải tập khi mà anh đi học hát. Thật sự là Quốc Đại phải vật lộn với bài này rất là lâu. Thành ra nó mang một cái kỷ niệm rất đặc biệt đối với Quốc Đại. Cảm ơn bạn nè, cho Quốc Đại cái cảm xúc. Và hôm nay bạn hát ngay từ những cái câu đầu tiên thì Quốc Đại cảm thấy là rất hợp với ca khúc này. Mà anh nghĩ là nếu một cái bài tình hay như thế này thì nếu mà em đặt tình cảm vào và ở giọng em, anh nghĩ là khá ổn. Còn đối với chị bài này á, à, bây giờ tim chị nó vẫn bồi hồi. Tại vì cái bài hát này là một cái bài hát mà chị đắm chìm vào nó. Mỗi lần mà cơn buồn nó đến với chị, thực sự bài này nó khó. Ở đây em á, em hát cũng được chứ không phải không được đâu. Em cũng đảm bảo tròn trị bài hát, nhưng cái độ tinh tế trong bài này nó dễ sợ lắm. Hát mình phải gọi là mình gặm nhấm, mà nó đúng cái tâm trạng thì mình nó lột tả ra, nó hay tuyệt vời. Hồi nãy chị tưởng là bài này gái ra hát, chị thấy em ra trai ra hát chị cũng hết hồn. Nhưng mà em làm cũng khá là tốt, chứ chị chưa nói là hoàn chỉnh. Tại vì chưa thể có sự tinh tế trong bài này, nó khó. Nếu mà em đạt được nó hay cực hay luôn. Nhưng mà em cũng đã dám thử thách mình như vậy, và em yêu thích nó, em làm điều mình thích. Chị cũng hoan hô và chúc mừng em rất là nhiều. Cảm ơn em đã đem bài hát này lại để cho chị có thể hồi ức lại những cái kỷ niệm. Tuy rằng nó không có đẹp lắm, nhưng mà đối với chị, những cái kỷ niệm đó chị lại còn không quên hơn là những kỷ niệm vui nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn huấn luyện viên Cẩm Ly rất là nhiều với sự chia sẻ rất là cảm xúc của mình vừa rồi về câu chuyện riêng. Và đối với huấn luyện viên Quang Lê thì sao ạ? Thật ra là ai cũng yêu thích bài hát này cả. Coi như làm cho người ta cứ sung sướng từ giai điệu đến những cái cảnh trí trong bài hát. Kể từ câu số 2 trở đi là bắt đầu làm đánh giá cao về Huy rất là nhiều. Và Huy đã làm bài hát này rất là trọn vẹn. Dĩ nhiên là ở trong một sân khấu live đòi hỏi rất nhiều để mà thả hết hồn 100% như là chúng ta đang ở ngoài biển hay trong phòng thu, đúng không? Cho nên là những gì mà em thể hiện ở một sân khấu live như thế này là đối với Quang Lê là trên 9 điểm rồi đấy. Mà với một cái tâm thế mà đi thi nữa, nó sẽ hồi hộp, nó đó, ảnh hưởng nữa. Thành rất ra là... em đi ra em rất là khoan thai, rất là thư thái, không có bị gò bó. Em giấu được những cái sự mà lo lắng rất là hay. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Còn đối với huấn luyện viên Minh Tuyết, lý do chị bấm nút là gì ạ? Cho chị hỏi là có phải là em có vẻ yêu chuộng loại nhạc hơi mạnh mẽ, kiểu như cá tính như Đàm Vĩnh Hưng không? Dạ không ạ. Không hả? Dạ. Tại chị thấy em bận đồ hơi giống Mr. Đàm đó. Cởi ra liền. Đó. Dạ không phải là em cởi ra là vì không phải là không thích giống Mr. Đàm mà, nhưng mà em muốn có một cái riêng của mình nè. À ok ok. Với chị rất là thích chất giọng của em, vì chất giọng của em á, khỏe, nó vang, mà nó lại có cái khàn khàn ở trong. Cái khàn khàn đó hiếm có ai có được lắm. Không biết là bây giờ em có thể, đừng hát nhiều, hát một đoạn ngắn, cái đoạn tự sự lúc đầu. Phong cách của em nó vẻ hơi đời một tí, thì mình hát một cách rất là tự sự. Nha Trang ngày về, mình tối trên bát khuya. Có nghĩa là em hát nó đừng bị Nha Trang ngày về, mình tối trên bát khuya. Thì chị nghĩ rằng cái đó nó sẽ thấy được cái phong trần của em. Em cứ tưởng tượng là trên bãi biển, và em nhớ đến cái ngày mà em với người yêu của em ở trên cái bãi biển đó. Em hát tự sự cho chị, khúc đầu thôi. Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya, tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió, tôi xây lại mộng mơ năm nào bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau. Ok. Vẫn còn lả lơi tí xíu đấy nhá. Cái chức xỉn của em hay rồi.
nhưng mà mình phải có cái câu dàn trải và cái câu ngắt. Còn em bị dàn trải nhiều quá thì người ta sẽ không nghe cái đắt giá. Nhưng mà chị chúc mừng em là một trong những thí sinh nặng ký. Cảm ơn chị. Với cái sự quan tâm rất là kỹ lưỡng như thế thì mọi người đang rất chờ đợi bạn ở vòng tiếp theo. Một lần nữa chúc mừng bạn nhận về cho mình ba sự lựa chọn. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Quý vị thân mến, và đến với ca khúc tiếp theo, Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và được phổ thơ bởi Hữu Loan. Và ngay sau đây, trên sân khấu của ai sẽ thành sao trong đêm chung kết, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đón chào sự quay trở lại của giọng hát Tấn Đạt. Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi. Nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hãy còn xanh, nàng hãy còn say. Tôi là người chiến binh xa gia đình đi kháng chiến. Tôi yêu nàng như yêu người em gái. Tôi yêu người em gái. Tôi yêu người em gái. Trong chiến binh mấy người trở lại, mà nhỡ khi mình không về thì thương người vợ bé bồng chiều quê. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Hỡi ôi, hỡi ôi, tôi về không gặp nàng, mang ngồi bên mộ vàng chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương. Nhà xưa em hiền hòa, áo anh em viền tà, nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xin. Phút lìa đời chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mặt người.
Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi. Nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn. Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh. Ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường Đông Bắc, ba người anh được tin, người em gái thương đau và tình giữ đi màu và tình cười. Cẩm Ly và Quốc Đại. Tôi cảm ơn ban nhạc rất là nhiều và đặc biệt là nhóm bè Cadillac nữa. Cái không gian này, cái phong cách này rất là phù hợp, rất là Tấn Đạt. Và nếu như quý vị và các bạn bị hút vào cái thế giới của anh ấy, hãy cầm điện thoại của mình lên và bình chọn cho Tấn Đạt ngay bây giờ. Quý vị và các bạn có tất cả là 30 giây, xin mời. Và 30 giây đã kết thúc. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Cô bảo đang rất là nóng lòng lắng nghe những chia sẻ đến từ các vị huấn luyện viên. Đầu tiên xin mời huấn luyện viên Quang Lê. Em xin mời anh ạ. Hôm nay em đã cho anh thật nhiều cảm xúc. Và bây giờ anh yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Điều đó là cái điều không cần phải nghe thêm câu nào nữa Đạt à. Vậy thì đối với hai con người rất là tâm huyết với Tấn Đạt, đó chính là huấn luyện viên Cẩm Ly, huấn luyện viên Quốc Đại. 6 tiết mục của ba em đều rất là tốt. Chưa biết là bạn nào sẽ lên bục nhận giải quán quân, nhưng chị chúc mừng cả ba bạn luôn. Tụi em đã trưởng thành rất nhiều và chị hy vọng rằng tụi em sẽ có được một cái bước đệm này và cái tương lai của tụi em phía trước á, nó sẽ càng phát triển hơn. Và nên nhớ là ở đây chưa phải là đích đến cuối cùng của mình nha. Và phấn đấu để có được cái sự nghiệp tốt hơn nhiều. Chị chúc mừng cho tất cả ba đứa luôn. Cảm ơn huấn luyện viên Cẩm Ly và xin được cảm ơn những lời nhận xét đến từ bốn vị huấn luyện viên của chúng ta. Và chúc mừng Tấn Đạt hoàn thành ngoài sức mong đợi với tiết mục vừa rồi của mình. Một tràng pháo tay dành cho chàng trai của chúng ta được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn ban nhạc ạ. Quý vị thân mến, một cô nàng thí sinh rất xinh đẹp được xem là gà chiến của đội huấn luyện viên Minh Tuyết. Cô ấy luôn luôn giữ vững được phong độ của mình qua mỗi vòng thi và mang đến sự lột xác liên tục khiến cho tất cả quý vị khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và liệu trong buổi tối ngày hôm nay, trong đêm bán kết, chúng ta sẽ còn ngạc nhiên như thế nào nữa? Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào sự xuất hiện của thí sinh Thúy Anh thuộc đội huấn luyện viên Minh Tuyết.
Nếu trời đã cho mình có nhau thì sao phải gieo u sầu những nơi mình qua ghi từng vết dấu. Anh ơi nỡ quên thật sao, có người nói yêu bằng trái tim, tình yêu sẽ thêm ưu phiền. Muốn em từ đây yêu bằng lý trí, nhưng anh ơi đừng yêu bằng lý trí. Sâu tựa như khi bắt đầu, tình là những mũi dao thật sắc chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về Kỳ đẹp, quá là thần thái. Một tràng vỗ tay dành cho Thúy Anh cùng với ca khúc Ta Còn Thuộc Về Nhau. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta thấy một lần nữa Thúy Anh làm cho tất cả quý vị và các bạn bất ngờ. Ở từng vòng thì Thúy Anh mang đến cho mọi người cảm giác là thể loại nào bạn hát cũng được hết. Và một lần nữa chúc mừng bạn đã rất thành công với ca khúc ngày hôm nay. Vậy thì ngay bây giờ, huấn luyện viên Quang Lê, em xin mời anh chia sẻ. Từ đầu mùa đến bây giờ, Quang Lê chưa bao giờ mà hết những lời khen ngợi dành cho thí sinh Thúy Anh. Và cứ qua mỗi vòng thi là em lại thể hiện một cách tuyệt vời hơn. Và hôm nay em rất là dịu dàng, rất là ngọt ngào. Khi mà lên cao rất là nội lực, khi mà thả hồn xuống rất là nhẹ nhàng. Từ đầu mùa tới giờ anh đã khen Thúy Anh quá nhiều rồi. Bây giờ cái tiết mục này nó trên cả quá nhiều nữa, thì không biết phải dùng từ gì mà khen. Chỉ có ba chữ, quá tuyệt vời.
Xin được cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê với ba chữ quá tuyệt vời. Vậy thì đối với huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại thì anh chị cảm thấy như thế nào về thí sinh nặng ký này ạ? Thúy Anh là một thí sinh mà Quốc Đại chờ đợi để xem phần biểu diễn của Thúy Anh, luôn luôn cảm thấy rất là hài lòng. Hôm nay rõ ràng giọng ca của Thúy Anh rất nội lực. Chúc mừng Thúy Anh. Xin được cảm ơn anh Quốc Đại ạ. Ngày hôm nay chiến thuật của Thúy Anh đó chỉ là đứng một chỗ trên sân khấu thôi, nhưng mà giọng hát của cô ấy đã làm sáng bừng cả sân khấu. Cảm giác riêng của chị như thế nào ạ? Xin mời chị Tư. Đối với em thì bây giờ anh Lê đã cho em được ba chữ quá tuyệt vời rồi, với lại anh Đại nữa thì chị đâu có gì nữa đâu để mà nói nữa, phải không? Chúc mừng Thúy Anh rất là nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn huấn luyện viên Cẩm Ly rất là nhiều. Chị Minh Tuyết đang cảm thấy như thế nào khi nhận được rất là nhiều lời khen dành cho Thúy Anh ạ? Đối với riêng chị thì chị thấy là với những bản nhạc tình ca, nó càng dễ bao nhiêu thì em lại càng khó bấy nhiêu. Nó khó ở cái chỗ là vì nó dễ quá thì em phải làm sao để cho nó hay. Cho nên khi mà chị và Thúy Anh chọn bài hát này thì chị cũng muốn là tuần vừa rồi em đã rừng rừng rồi, thì tuần này em hãy đứng đó và em hãy truyền hết cái tình cảm cũng như lời ca tiếng hát của em đến cho người nghe, và hãy chứng minh bản lĩnh của mình. Cho nên đó là lý do mà chọn bài này. Thực sự với bản thân Minh Tuyết khi hát bài này thì Minh Tuyết cũng phải cố gắng, bởi vì nó không phải là một bài hát dễ hát. Nhưng mà hôm nay Thúy Anh, em đã làm cho chị rất là hãnh diện. Xin được cảm ơn những sự chia sẻ rất là thú vị đến từ các vị huấn luyện viên, và chúc mừng Thúy Anh một lần nữa giữ vững được phong độ của mình trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao. Và điều chúng ta đang chờ đợi đó chính là những số điểm chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa ở cuối chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa cho một tràng pháo tay thật lớn cho Thúy Anh được không ạ? Trọn vẹn những nỗi
sẽ tốt cho cả hai, đâu chỉ riêng ai. Sẽ tốt cho cả hai nếu như ngày mai, nếu ta chọn dừng lại tất cả, những ngày sau là nơi xa xa. Điều này sẽ tốt cho cả hai, đâu chỉ riêng ai. Sẽ tốt cho cả hai cứ sẽ nhạt phai. Chẳng bây giờ chẳng thể níu kéo, phải không em? Còn mình anh với đêm. Điều này sẽ tốt cho cả hai, đâu chỉ riêng ai. Sẽ tốt cho cả hai nếu như ngày mai, nếu ta chọn dừng lại tất cả. Kính thưa quý vị, và đó chính là hai giọng ca rất nặng ký đến từ đội huấn luyện viên Minh Tuyết, Thanh Thức và Thúy Anh. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo rất là muốn lắng nghe, chính là huấn luyện viên Quang Lê ạ. Xin mời anh. Thúy Anh thì lúc nào cũng tốt cả, rất là thư thái, rất là khoan thai hát. Nhưng mà nếu như bạn nam có thể là hát cao hơn một chút nữa, nâng tông lên thì sẽ lộ cái giọng sáng của Thúy Anh ra. Nhưng mà đây là một tiết mục rất là hay. Cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sự nhận xét đến từ huấn luyện viên ruột của các bạn luôn, đó chính là huấn luyện viên Minh Tuyết. Xin mời chị. Tụi em đã hát được trọn vẹn cái bài, mặc dù nó không có phải là bứt phá, bởi vì kể cả hai đều không thể bứt phá được cái quãng giọng của mình cả, thì cái điều đó là làm khó các em. Mà các em vẫn đã làm được trọn vẹn như vậy thì có nghĩa là các em cũng đã quá giỏi rồi đối với riêng chị. Còn riêng với Thất ngày hôm nay, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy Thức ngày hôm nay không có cái sức sống, cái điên của Thức như mọi ngày. Vì Thức có một cái chuyện tình cảm riêng của Thức mà nó đang xảy ra đối với Thức rất là lớn. Nhưng chị nói riêng với Thức một điều, em còn rất trẻ và tình cảm của em trong giây phút này đây cũng chưa chắc nó là cái bền vững và lâu dài sau này. Còn đây là một chương trình dự thi, và các em nên nhớ ở mỗi cuộc thi của mình là một cơ hội để cho mình tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Cơ hội không bao giờ đến với mình nhiều lần. Mình phải biết nắm bắt nó từng chút, chút, chút một. Thì đó là những gì chị muốn nói với Thức ngày hôm nay, với những chuyện em đang xảy ra trong cuộc sống của em và cho tất cả các thí sinh. Cảm ơn các em rất nhiều. Xin được cảm ơn những chia sẻ và những lời truyền lửa dành cho những thí sinh của chúng ta trên sân khấu. Và có bạn biết được rằng đến cái vòng thi này có rất là nhiều áp lực. Hy vọng rằng ở vòng thi tiếp theo, các bạn sẽ tiếp tục tự tin ngay trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao. Một tràng pháo tay dành cho Thành Thức và Thúy Anh. Và tiếp theo sau đây, xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với một màn đêm tĩnh mịch, mơ hồ và huyền ảo, một không gian của thí sinh Thúy Anh, một trong những thí sinh xuất sắc nhất của đội huấn luyện viên Minh Tuyết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quân.
anh chờ anh đến với đêm, với tình, với mình, với em. Ơi đêm hoang dại cũng đã sao buốt xa, ơi em ngây dại ngập ngừng những âm xưa. Trong đêm hoang dại ai chờ ai hóa đá, sao anh mê dại ngập ngùi em giữa cung chung dây nối nhẹ nhàng vì lòng đã chót mê dại. Mưa đêm hát từng giọt trăng giọt tan biến mưa em, khúc độc quyến ca chung dây nỗi mong chờ vì lòng đã chót ngây dại. Đêm mong manh và thương nhớ, em mong manh chờ anh đến với đêm, với tình, với mình, với em. Ôi đêm hoang dại cũng đã sao buốt xa, ôi em ngây dại ngập ngùi những âm xưa. Trong đêm hoang dại ai chờ ai và cái chất âm nhạc của Thúy Anh. Quá tuyệt vời và cực kỳ cuốn hút. Một lần nữa xin được cảm ơn những vũ công rất nhiều. Xin được cảm ơn các bạn. Thực sự Thúy Anh đã mang đến một nguồn năng lượng rất là lạ, rất là riêng, rất là Thúy Anh đến cho tất cả quý vị khán giả trong những giây phút vừa qua trên sân khấu. Và có bạn thấy anh Quốc Đại cũng như là chị Cẩm Ly nãy giờ theo dõi rất là kỹ cái tiết mục này và có rất nhiều cảm xúc bên trong, phải không ạ? Đầu tiên thì em xin mời anh Quốc Đại ạ. Thúy Anh là một thí sinh của đội Minh Tuyết mà Quốc Đại luôn chờ đợi. Và hôm nay em hoàn toàn không hề phụ cái lòng chờ đợi đó. Hoàn toàn em rất tốt, cháy hết mình về cách hát, cách xử lý ca khúc, rồi cách diễn những cái lả lơi trong lời hát. Mọi cái đều rất là tuyệt vời. Chúc mừng Thúy Anh đã có một phần trình diễn rất là xuất sắc. Quá ấn tượng. Và đúng rồi chị Tư, em thấy là anh Đại bắt đầu tỉnh, là bên kia anh Quang Lê cũng tỉnh luôn rồi. Xin mời huấn luyện viên Quang Lê, với những cảm xúc vừa rồi ngay trên sân khấu à, anh cảm thấy Thúy Anh hôm nay như thế nào anh? Thật ra hôm nay Quang Lê cũng rất là bất ngờ khi mà nghe Thúy Anh hát cái thể loại mà trước đây Quang Lê chưa được nghe. Và hôm nay em làm cho tôi rất là ấn tượng và rất tự hào có một người học trò quá giỏi như Thúy Anh. Xin được cảm ơn những nhận xét đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo nghĩ cái người mà sướng nhất,
đã nhất với cái tiết mục này, đó chính là huấn luyện viên Minh Tuyết. Chị ơi, hôm nay chị thấy Thúy Anh ra sao ạ? À? Thực sự là tim chị nó vẫn còn đang đập rất mạnh. Tay chị nó đỏ hết nè. Không biết là Thúy Anh có nhìn thấy chị hay không. Nhưng mà chị giống như chị đang hát với em, đang song ca với em vậy đó. Và nói thật một điều là chị nói đây mà tim chị vẫn còn đập. Em không phụ lòng mong đợi của chị Tuyết và tim Minh Tuyết. Chúc mừng Thúy Anh. Và thật sự với những gì cô gái nhỏ của chúng ta vừa thể hiện ngay trên sân khấu thì chắc chắn em ơi, em đã thể hiện được bản lĩnh của mình, thể hiện được cái chất của mình rất là nhiều trong vòng thi Phong Cách ngày hôm nay. Một lần nữa, chúc mừng Thúy Anh đã quá thành công với phần trình diễn vừa rồi. Quý vị thân mến, bên cạnh Quốc Bảo là thí sinh Thái Bảo đến từ đội huấn luyện viên Quang Lê. Và đây sẽ là người bạn đồng hành cùng với cô ấy. Cùng với hình ảnh như thế này trên sân khấu của ai sẽ thành sao? Cô nàng cá tính của chúng ta sẽ mang đến điều bất ngờ gì đây? Và ngay bây giờ, sân khấu là của bạn. Đường đua này là của bạn. Một trong pháo tay dành cho Thái Bảo với ca khúc Đi về phía thinh lặng. Lên thành lời bên những yêu thương đầy sống kinh, vì em không thể cất lên thành lời nên những tâm tư để dành lãng quên, vì anh cứ trốn mình trong lo lắng lỡ mai thức dậy em đi mất, dõi theo ánh trăng em đi về phía thinh lặng. Em không thể không lên thành lời để nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu, vì em không thể không lên thành lời đâu có nghĩa rằng em không biết đâu, vì anh không nói nên em đi mất, dõi theo anh về nơi bất tận, đã nhiều thời gian nhưng chưa bao giờ quên. Thôi, rằng anh sẽ trở về cùng tôi và tôi sẽ chờ đợi sau có một đời lẻ loi mãi mãi, tương sáng sẽ không bao giờ xa. Sớm nói cô đơn mình ta, giờ đây chỉ một mình tôi đi về phía thinh lên thành lời nên nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu, vì em không thể không lên thành lời đâu có nghĩa rằng em không biết đâu, vì anh không nói nên em đi mất, dõi theo anh về nơi bất tận, đã nhiều thời gian nhưng chưa bao giờ lỡ.
Kính thưa quý vị và các bạn, Phương Hằng Viker của chúng ta đã về đích rồi. Và một tràng pháo tay dành cho Thái Bảo được không ạ? Lại là một sự lột xác nữa, rất là bất ngờ cùng với Thái Bảo. Và ngay bây giờ, quý vị ơi, nếu như yêu quý của nàng Viker này, xin mời quý vị và các bạn hãy nhấc điện thoại của mình lên, dành tình cảm cho Thái Bảo và 30 giây bình chọn dành cho 100 vị giám khảo. Và 30 giây bình chọn cho thí sinh Thái Bảo kết thúc. Xin được cảm ơn tình cảm của quý vị khán giả đã dành cho thí sinh Thái Bảo, thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Quang Lê. Và bây giờ với hình ảnh này, với ca khúc vừa rồi, đối với anh Quốc Đại, anh vỗ tay liên tục và anh cũng cười rất là tươi trong cái tiết mục này. Xin mời anh. Hóa thân tuyệt vời ở vòng chung kết này, em vào hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi cái đều có một cái sức hút rất mạnh. Chúc mừng em có một tiết mục tuyệt vời. Cảm ơn. Dạ, em xin mời chị Tư ạ. À, chị rất thích cái hình ảnh này của em và chị nghĩ em thích hợp cái này hơn cái gì hết. Về cả cái giọng hát và khi em biểu diễn rất là thoải mái, nó giống như là chính em vậy đó. Và những cái nốt cao của em đó, chắc căng về tất cả mọi thứ, chị thích. Và chị nói lại một lần nữa, rất thích hình ảnh này của Thái Bảo, đừng thay đổi nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Và huấn luyện viên Quang Lê ơi, với cái hình ảnh xuất hiện là một nữ biker như thế này, đó có phải là một cái hình ảnh mà anh ước mơ và anh gửi gắm cái ước mơ của mình lại cho học trò mình không ạ? À? Cũng đúng vậy đó, là rất là thích mê motorcycle. Nhưng mà mình là coi như là đi xe đạp hay là xe ô tô, xe xích lô thôi, chứ xe motorcycle thì anh sẽ không cam nổi đâu. Nên đi ô tô. Đó. Đi xe xích lô thì khổ người ta. Mà đi xe đạp thì đạp không nổi mà khổ mình nữa. Đi ô tô đi. Chính xác. Hôm nay em hát từng câu là ngồi mà coi như là thóp tim ngồi mà lo, không biết là cô ấy có làm tròn hay không. Thì hôm nay em đã không làm anh thất vọng. Chúc mừng em. Cảm ơn. Cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê về những lời nhận xét về cô học trò của mình. Và một lần nữa, chúc mừng Thái Bảo, bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình trong đêm chung kết. Một tràng pháo tay dành cho cô gái cá tính của chúng ta. Cảm ơn.